Xin chào tất cả anh em nha. Nói chung là hôm nay mình đi săn với thằng em làm chung công ty với mình nha anh em. Nói chung chiều đi làm về anh em chạy vòng xã chết kiếm vài con lai gai chơi chứ không bắn nhiều nha anh em. Ok, chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Nhớ đăng ký, like, share và ủng hộ mình nha anh em. Ok, đây là thành quả quá trình ôm bi nè anh em. Thả chết bờ chết bụi chứ không cho ăn thịt đâu. Nhà nằm đây nè. Của ông nào thì cũng nó nhận đi nghe. Nhà lấy đứng chạy thì nhắn hôn quá. Bài đầu của em mà cô dặn nghe anh em. Thì bắn trúng như vậy đó, cái gọi bắn sao á, bắn vậy đó. Ngắm gì, ngắm một con mắt hay hai mắt, tay nào cầm ná nhắm mắt đó. Thầy chứ không ai ngắm được không? Thầy tay nào cầm ná nhắm mắt đó. Đánh thử mắt phải thì phải nhắm mắt phải chứ. Cầu mở nghe anh em. Nhân ơi. Nhân ơi. Đi bên đây nè. Đi bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Trong bọc dừa nè. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Nè 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 vô đó nằm thấy không, đó 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 thấy không, bắt sống, bắt sống đi, bắt sống về hồi nướng ấy nha, ngọt lắm. Đưa lại, đưa lại, đưa lại. Một em cò bở kìa. Hả? Gió quạt 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 hoài luôn, bắn như vậy. Đưa lên em gục. Hả? Đưa ra cao lên đây. Xíu nữa, xíu nữa, xíu nữa. Xíu nữa. Rồi ok, ok, ok. Ngay đầu bay đâu em.
lâu không? Ngay đầu à, anh bắn anh biết ngay đầu mà. Máu quá, máu rồi. Ngay đầu rồi. Anh nói ngay đầu là ngay đầu. Rồi, ok, ngay cách này. Đừng giật xuống mặt em nha. Rớt. Ngay đầu. Rớt. Ngay đầu. Khoan tém chằng chài luôn nữa nè. Lạnh lùng chưa? Lạnh lùng chưa? Ngay đầu đúng không? Ngay đầu không à. Em cô dặn nó nghe nè em. Khá khá mồi rồi đó. Con gì là gai chơi thôi chứ không bắn nhiều nha anh em. Ok xong hết nha anh em. Anh em ruột mình nè. Vô em. Vô. Vô. Lại mấy cu đi em. Quay luôn hả? Thằng cậu gặp nhiều rồi. Em làm chung công ty mình nha anh em. Nhưng chiều anh em đi làm về đi vòng vòng xả chết chơi thôi. Bắn vài con lai gai nhẹ thôi. Nghe mình nha. Ok, chào anh em nha.